tầm gần 10 triệu. 10 triệu. Anh chờ 5 mình gắn giả cho em mà. Làm trò gì đấy? Hả? Mày làm trò gì đấy? Lần này đang lên con Linh Vlog. À thế à? Nhập cũng đẹp lắm. Xem anh chị đều vào những dòng đẹp. Đấy, cái này đẹp đấy. Rất nhiều. Từ những viên đá vài trăm nghìn đến vài triệu và vài chục triệu. Đấy cả trăm triệu các bạn nhé. Đây là hai chị của mình, đây chị Như Quỳnh, đây chị Nguyễn Lê. Chị hai chị chào các bạn khán giả em. Hello, hello, chào mọi người. Thế em giới thiệu cho các bác nhé, đây là những viên đá này, ruby của Lục Yên nhé, ruby. Đây là ruby mà các bạn chơi rất đẹp. Mấy những viên này, viên đá này thì bao nhiêu tiền? 6 triệu ấy, giá bán là viên đấy 15 triệu, giá bán là đấy 63 triệu là cho nói giá bán thôi. Một viên khác em chỉ một viên khác nhé nha, cái kia nó đẹp lắm, nhìn số những năm đẹp. Viên này 20k như viên này. Viên đấy cũng một lấy tiền. Là 15 triệu. Đây là những dòng ruby yên chuyển lên cao cấp một chút, là ruby cắt rác như dòng em đang làm đấy, thì nó cũng là như cái này nên tương đối đẹp. Đây như cái này như đẹp nhất của bạn. Chú ơi, bạn này chỉ cần đặt đi đâu như thế nào chưa? Có thế là nào những bộ kia thật đẹp mà cái đẹp đẹp không? Hai ca. Chú nhặt đi bán à? Điện bé xíu ngon nhé. Này cái rác. Cái này đẹp. Nhà của em nó xanh hay hơn nhỉ? Cái này xanh rồng cái rồng. Thử hỏi chị em tham khảo cái này nữa nhé. Bên đấy 20 triệu. 20 triệu đúng không? Nếu ai có nhu cầu thì liên hệ cho em nhé. Một số ghi này. Chuyển sang là sắc phía trắng nguyên đấy là Galaxy phía nhau của Lục Yên, CP nào của Lục Yên. Cậu này đi vợ chưa? Em không chưa. Hả? Chưa? Chưa. Thế còn một cậu lấy vợ chưa? Cậu Hoàng lấy vợ. Đây là sắc. Bây giờ về hết rồi ở yên mái. Em về hết Lục Yên rồi. Thế cậu kia có đi mua đá? Có chứ, có. Hai vợ chồng. Đây, những dòng sắt kia. Cậu bán ở đâu? À, ở nhà thôi. Hôm nay đi làm rồi, nó dạy học mà. Mỗi thứ 7 chủ nhật đi ra thôi. Đây, những dòng sắt kia xanh của Lục Yên. Cái toàn đá tự nhiên không nhé. Dòng này thì... dưới của Ruby một chút, Ruby thì sẽ là thịt hồng nhé. Sắt kia này. Đây những viên sapphire, đây là những viên vừa tiền ít tiền này, những chỉ vài trăm nghìn một viên rất rẻ, đến vài chục nghìn đồng thôi. Đấy, thôi chưa chế tác. Đây những viên này thôi được chưa qua chế tác. Chú đi thôi. Chú ơi, chào chú ơi. Đây ngó nghiêng đi. Chú đi thôi. Đấy chào. Đấy, nguyên bản. Chị Quỳnh của em xem. Cũng viên cho Vito này.
Đây này, chưa mua được. Như bên này bao tiền chị? Bên đấy 2 triệu. 2 triệu, đồng. Ăn thua hàng mặt thì đều đã được. Cô bên cô Lan rồi, làm sao? À, 1 triệu. Ừ. Để nhận lạc các bạn. Marine. Zubi. Mặt dây nam. Một trăm cái đó. Em để quay sơ sơ các bác nhé. Đang thời gian tìm hiểu và đi lâu một chút thì em sẽ quay chi tiết hơn. Em đi